Rồi, xin chào anh chị. Bữa nay em có mặt tại ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em tới đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà. Thì căn nhà nằm trong con đường bờ cỏ xã nha anh chị. Thì căn nhà này em sẽ để số điện thoại trực tiếp của chú chủ nhà là chú Hiển lên trên đây. Chút xíu em ghi trên màn hình đó nha anh chị. Anh chị nào cần thì liên hệ trực tiếp ngay số điện thoại của chú Hiển. Chú Hiển bán căn nhà này với giá là 260 triệu nha anh chị. Đó, thì nằm trên con đường này. Con đường này thì em nghe chú Hiển nói thì lộ giới thì chuẩn bị làm, xe hơi có thể vô được. Đó, thì khu vực này rất là đông luôn anh chị. Thì cái hướng này nè, cái hướng này mình chạy cỡ tầm 3 cây số nữa là tới chợ Vĩnh Kim. Còn cái hướng ngược lại chạy 1 km ra tới đường tỉnh lộ 864, ra khu công nghiệp Bình Đức luôn nha anh chị. Chợ Bình Đức cái hướng này ra 1 km là tới. Thì con đường này hiện tại là chắc cũng cỡ gần 2 m đó anh chị, cỡ 1m7, 1m8 gì đó. Thì em muốn giới thiệu đến cho anh chị căn nhà trong đây nè. Căn nhà này để em quay cho nó rõ ràng nha. Căn nhà này nè anh chị, căn nhà thì ở trong còn rất là mới luôn, dán gạch dán đồ thoải mái. Thì số điện thoại của chú Hiển là 0848 100 150. Số điện thoại của chú Hiển trực tiếp bán căn nhà này với giá 260 triệu. Bề ngang 4 m, bề dài 16 m nha anh chị. Ở để em vô căn nhà, em quay sơ sơ căn nhà cho anh chị xem. Thì căn nhà này hai bên xây tường ở dưới lót gạch. Khi bán chú Hiển sẽ tặng cho anh chị cái tủ này luôn nha. Xung quanh thì nhà cửa, rào kiên cố rồi. Trần ở trên thì mái tôn, kèo cây nha anh chị. Ở dưới thì lót gạch bông rất là sạch sẽ rồi. Tại chú Hiển không có ở đây á, nên cần bán để có người chăm sóc căn nhà này. Nhà điện nước thì có đầy đủ, thì đồng hồ nước, đồng hồ điện có đầy đủ. Ở đây thì có một cái phòng, mình dặn cho ông coi cái phòng. Đây cái phòng, phòng diện tích đó, bề ngang chắc cũng 2 m mấy đó anh chị, bề dài cũng 4 m. Diện tích cái phòng thì nhà cửa rất là sạch sẽ. Phía sau mình đó thì có một cái view kênh rất là đẹp. Ở đây thì mình có một cái toilet nha anh chị. Toilet đó rất là đẹp luôn. Sau mình có một cái dạy như có một cái chuồng cu phía sau đó anh chị, để mình phơi đồ nè, giặt giũ để mới giặt đồ. Thì mình có thể làm cái bàn uống nước trà khu vực này anh chị. Rất là rộng, khu vực này rất là rộng. Phía sau thì phía sau anh chị có thể thông ra, anh chị tròm ra phía sau đó.
phía sau rất là mát luôn. Xong phía sau mình có một cái kênh đó nha anh chị. Kênh này thì kênh bồi nha anh chị, kênh bãi bồi không phải kênh lở. Đó, khu vực xung quanh đây người ta xây nhà phía sau rất là nhiều luôn nè. Xây nhà phía sau rất là nhiều. Thì cái vùng này dùng sông nước rất là mát anh chị. Thì tổng diện tích của căn nhà này 64 mét vuông nha anh chị. Em nhắc lại thì cái này là ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ngang 4 dài 16 mét, tổng diện tích là 64 mét vuông nha anh chị. Đường thì đường bờ cỏ xã, thì giá bán thì 260 triệu nha anh chị, giá bán 260 triệu. Gặp trực tiếp số điện thoại chú Hiển là 0848 100 150. Thì căn nhà này anh chị mua thì gần khu công nghiệp nè, cách khu công nghiệp 1 km, thì anh chị có thể mua ở để mình làm công nhân nè, mình mua để mình cho con ra riêng cũng được. Phía trước thì đường thì 1 mét mấy, gần 2 mét anh chị. Rào thì phía trước rào sắt có đầy đủ, cổng khóa có đầy đủ đó, rất là đẹp luôn ha. 260 triệu nha, liên hệ trực số điện thoại trên màn hình đó. Thì căn nhà này thì hướng bắc ha ta, hướng đông à, chính đông à, căn nhà chính đông luôn. Buổi sáng sinh khí rất là mát. Dạ, khu vực đây nhà rất là đông anh chị. À, nhà khu vực đây rất là đông. Hồi nãy em chạy vô toàn là nhà vườn trong đây rồi, rất là mát anh chị. À, có cây xoài hả chú? Dạ. Thì anh chị nào cần liên hệ trực tiếp ngay số điện thoại của chú Hiển nha, chút xíu em để trên màn hình đó. Anh chị nào cần liên hệ trực tiếp ngay số điện thoại chủ luôn. Thì chủ đang cần bán thì anh chị nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại trực tiếp chủ nha. Thì anh chị nào cần thì em để cái định vị em gửi cho anh chị xem. Đi chạy tới chỗ luôn. Thì em nói trước thì căn nhà này á, là sổ chung nha anh chị, sổ chung nha. Thì chú Hiển bán á, thì có giấy tay của chính quyền, của địa phương, thì của chủ đất, của đôi bên. Thì cái thời gian cái giờ thời gian trước á, là địa chính xã đã vô đo rồi để chuẩn bị là cấp sổ cho chú Hiển đó. Thì sau này á, cái căn nhà này là có sổ nha anh chị. Địa chính vô đo là 2021 anh chị, dướng dịch cái là ngưng tới bây giờ. Thì chắc có lẽ thì dịch im im thì chắc có lẽ địa chính sẽ cấp sổ cho chú Hiển. Rồi, tới đây em xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại trực tiếp của chủ trên màn hình nha. Rồi, em xin chào anh chị.